Có một loại máy bay ném bom trên thế giới chỉ có 21 Mỗi chiếc, chiếc trị giá tới 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mở ra tất cả đều có giá gần 150.000 đô la. Để trong kho không làm gì cả. Hàng năm thổi điều làm hòa, mát tốn 30 triệu đô la. Tại sao anh ta lại đắt như vậy? Chúng ta xem tiếp đi. Đây là máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2. Nó nặng tới 82 tấn. Thái quá là. Nó tương đương với 3 lần giá vàng cùng trọng lượng. Tại sao quân đội Mỹ phát triển một máy bay ném bom có giá trị cao như vậy đâu? Đầu những năm 90, máy bay ném bom B-2 ra đời. Nhưng kế hoạch nghiên cứu và phát bắt triển kịp hành trình ngay từ những năm 70. B-2 không có đôi thẳng đứng và độ định hướng. Hình học đặc biệt làm cho nó trông rất khoa học viễn tưởng. Người ta gọi đua là ma. Khác với máy bay truyền thống, bộ giảm tốc có thể mở và đóng ở cả trên và dưới. Sử dụng làn bộ giảm tốc khi mở và đóng cùng một lúc. Sử dụng làn độ định hướng khi mở và đóng một bên. Vì vậy, chúng tôi thường thấy B-2 trong các chuyến bay bình thường. Hai, bộ giảm tốc bên đều ở trạng thái mở 30 độ. Nhưng tấm giảm tốc mở sẽ ảnh hưởng hiệu ứng tăng hình của máy bay. Vì vậy, B-2 khi đến vùng chiến sự, bộ giảm tốc sẽ được đóng hoàn toàn. B-2 có thể bay 11.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Nó có thể trong vài giờ đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nó có thể trong vòng một ngày tấn công hơn 90 thành phố cách xa hàng nghìn km. Một vật to lớn như thành phố chỉ cần hai người là có thể lái. Mà những thứ này trên nó rất cao cấp. Bề mặt bao bởi một tầng vật liệu đàn hồi đặc biệt. Cửa hút không khí không thể tàng hình, được sơn bằng vật liệu hấp thụ sóng. Công thức của vật liệu này, thế giới bên ngoài cho đến nay vẫn chưa hiểu nguyên tắc. Điều duy nhất có thể biết là một khi dạng sóng radar chiếu vào nó sẽ bị đồng hóa thành không khí trực tiếp, chuyển thành năng lượng nhiệt được hấp thụ. Trong chiến tranh hiện đại, quyền kiểm soát không khí chắc chắn là cốt lõi của chiến thắng. Nhưng quyền kiểm soát không quân không phải do máy bay chiến đấu đánh ra, mà là do máy bay ném bom phát nổ. Cứ nói đi, một máy bay ném bom B-2 tương đương với một người có hàng ngàn người. Sức mạnh chiến đấu của tàu sân bay và một tàu sân bay như vậy cũng có hiệu ứng tàng hình. Hiện tại, sở hữu B-2 tương đương với có năng lực tấn công toàn cầu. Hiện nay các nước khác không có vũ khí nào có thể sánh được. Tất cả các bộ phận của B-2 đều sáng tạo, không có kinh nghiệm tiền bạc để học hỏi. Tất cả các lý thuyết đều phải bắt đầu từ đầu. Từ góc độ chiến lược, máy bay ném bom B-2 tích hợp Mỹ, công nghệ hàng không quân sự hàng đầu. Đây cũng là chiến lược tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay ném bom, đây là lý do tại sao máy bay ném bom B-2 lại đắt như vậy.